Tôi hài lòng với tinh thần của cầu thủ tôi lúc nhập cuộc trận đấu. Tỷ số nó phản ánh đúng với cái cục diện của trận đấu. Chúng ta thắng là xứng đáng, nhưng mà tôi cũng có những việc phải cần làm theo 6 trận đấu này. Cũng có những lúc có những phút cầu thủ của tôi ở trong hiệp 2 thì có thể là khi có tỷ số tương đối an toàn thôi thì có một phút có thể là hơi lơ là chủ quan. Tôi đã cố nhắc và cầu thủ tôi cũng ý thức được điều đó và họ là lấy lại được cái sự tập trung cần thiết. Tôi nghĩ mặc dù tỷ số như thế nhưng mà chúng ta đã cũng bỏ lỡ khá nhiều cơ hội. Trong bảng đấu này thì chúng ta nếu mà có cơ hội ăn bàn chúng ta cũng phải nên ăn bàn, tại vì nó sẽ tính hiệu số bàn thắng trước. Và đấy cũng là một cái mà cầu thủ tôi cũng rút kinh nghiệm trong trận đấu, là về chúng ta phải cố gắng chắt chiu từng cơ hội hơn. Những trận đấu như thế này chúng ta chắt chiu cơ hội thì những trận đấu khó khăn tới ở phía trước mắt chúng ta sẽ, khi có cơ hội chúng ta sẽ biến thành bàn thắng. Đó là điều tôi muốn gửi đến cầu thủ. Tôi nghĩ một kết quả hòa như thế thì để mà nói cục diện ở trong cái bảng B này cũng chúng ta nói đến giờ đang không quá sớm. Tôi nghĩ phải qua 2 đến 3 lượt đấu thì chúng ta mới nghĩ đến cái cục diện bảng B nó xảy ra như thế nào. Và tất cả mọi cái đang còn ở phía trước. Một trận đấu mà có thể hòa của Indo với Thái Lan nó cũng chưa lên nói lên điều gì ở cái cục diện của bản đấu này cả. Tôi hay cụm từ là chúng ta có 3 điểm và tôi hài lòng với cầu thủ của tôi.